đừng vinh tay ra nha. Con chào khán giả. Cô chào khán giả. Và cây hoa đơn rất xinh tuyệt vời. Đây mọi người ơi, quê hương mình hôm nay đã tạnh mưa rồi đấy này mọi người này, đã có mặt trời hửng lên rồi. Tạnh mưa rồi mình cũng quay qua cái không gian ở nhà mình, những cái cây hoa cây cảnh của mình rất chi là yêu mến các cái cây hoa cây cảnh này. Mình cũng muốn khoe với mọi người để mọi người cùng chung vui niềm vui với gia đình hai bà cháu Chen nha. Cháu Nhím, đây là cháu Nhím, chị của cháu Chen nha. Cháu Nhím xin chào tất cả ông bà cô chú các anh chị các bạn nha. Cháu Nhím chào khán giả. Chúc tất cả mọi người một ngày mới an lành hạnh phúc nha. Thật vui vẻ và nhiều niềm vui. Gia đình bà cháu Chen xin chào khán giả nha. Đây là một ngày ở nhà của ba bà cháu đây. Quê hương mình mưa 3-4 ngày, hôm nay mới tạnh mưa cho các cháu ra ngoài để ngắm thiên nhiên thư giãn. Đây là cháu Nhím, chị của cháu Chen. Cháu Nhím mời cháu Chen chào ông bà cô chú nha. Chúc tất cả mọi người một ngày mới an lành hạnh phúc, thật vui vẻ bên gia đình những ngày cuối tuần. Đây là chậu hoa hồng nhà mình và một chừa hai chậu hoa địa lan hoa màu tím. Đây là những cái chậu hoa nho nhỏ của cháu Chen. Chiều cháu Chen đi học về là Chen chăm hoa và tưới cây giúp bà. Chị sang quán nè. Đừng vinh tay ra nha.